Xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề minh họa số 46. Đề này thầy lấy một cái đề thi thử của một trường ở Thái Bình các em. 2022. Chúng ta bắt đầu. Trước hết các em coi đề. Thầy chỉ chiếu một lần. Bắt đầu nha các em. Câu số 1, có lát lò xo. Câu hỏi này, công thức tần số góc. Đáp án bài này là câu C. Tiếp theo, câu số 2, khi xảy ra cộng hưởng cơ. Cộng hưởng tức là tần số của ngoại lực bằng với tần số riêng, thì khi đó vật sẽ tiếp tục dao động với tần số riêng và lúc này cũng là tần số ngoại lực luôn. Nên đáp án bài này là câu A. Câu số 3. Câu nào sai khi nói về sóng cơ? Câu nào sau đây là đúng? Đáp án là câu D. Chúng ta có ba định nghĩa về bước sóng nhé. Bước sóng là khoảng cách hai đỉnh liên tiếp. Ví dụ như hình ảnh sóng cơ như vậy, thì cứ hai đỉnh sóng liên tiếp như vậy là cách sóng một bước sóng. Cái định nghĩa thứ hai, bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kỳ. Cách thứ ba chính là cái câu D này, là cái cách đầy đủ nhất này. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng mà dao động cùng pha với nhau. Ví dụ như một cái điểm A ở đây và điểm B đây, hai điểm AB này cũng là cùng pha với nhau. Pha của chúng lúc này là đang là đi xuống. Câu tiếp theo, câu số 4, câu nào sai? Sóng âm. Sóng âm cũng là sóng cơ học nên nó lan truyền được trong các môi trường rắn lỏng khí, nhưng có hai loại là sóng ngang, sóng dọc, thì ở trong không khí sóng âm là sóng dọc, nên đáp án câu sai là câu C. Các em lưu ý, sóng ngang chỉ lan truyền được trong môi trường rắn với bề mặt của chất lỏng, còn sóng dọc là lan truyền được cả ba rắn lỏng khí. Sóng ngang là vuông góc,
sóng dọc là trục. Câu số 5. Chọn câu sai khi nói về sóng điện từ. Các vector điện trường và từ trường là vector E và vector B, nó biến thiên là cùng pha vuông phương. Các em lưu ý cái cụm từ đó là cùng pha và vuông pha phương. Vậy lệch pha là sai rồi. Vậy nên đáp án bài này nói câu sai là câu D. Lệch pha là sai, cùng pha với nhau. Cùng pha nghĩa là nếu như cái vector điện trường mà nó biến đổi theo cái biểu thức là điện trường là cường độ điện trường đấy, E bằng E không cos omega t cộng phi, thì cảm ứng từ hay từ trường B cũng bằng B không cos omega t cộng phi, tức là nó cái phi của hai biểu thức này là giống nhau, cùng pha với nhau. Câu số 6. Máy biến áp là máy là thiết bị nó biến đổi hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều. Đáp án là câu B. Biến đổi điện áp, điện áp là U đấy, điện áp là hiệu điện thế đấy. Tuy nhiên là nó có hai đại lượng thay đổi, đó là U và Y, thay đổi theo hướng là ngược nhau, tỷ lệ nghịch với nhau. Câu số 7. Dòng điện xoay chiều chứa R và C thì tổng trở. Lẽ ra tổng trở được tính công thức R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Tuy nhiên nó không có ZL ở đây, ta bỏ đi. Thì mặc dù là trừ ZC bình phương nhưng mà bình phương nó thành vẫn là dấu cộng nha. Nên đáp án bài này là câu A. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án bài này là ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Câu đúng là câu D. Câu C. Cái câu D này cảm giác như nó đúng, nhưng mà nếu như mà ta đọc kỹ là tổng hợp các ánh sáng đơn sắc luôn được ánh sáng trắng. Ở đây các em lưu ý các ánh sáng đơn sắc này là phải là tất cả mới đúng, nên là câu C nó chính xác hơn. Câu số 9. Tia hồng ngoại là bức xạ có bản chất là sóng điện từ. Các loại sóng điện từ, cái đây là thang sóng điện từ. Viết theo chiều tăng dần của bức sóng thì bức sóng đầu tiên là gamma rồi đến x, từ ngoại, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và sóng vô tuyến. Tất cả các cái loại này đều có bản chất là sóng điện tử. Câu số 10. Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì năng lượng của photon là epsilon bằng hf ấy, bằng hc chia lambda. Vậy đáp án bài này là câu B. Nếu như trong một chùm sáng đơn sắc, thì các photon này mang năng lượng như nhau, bởi vì tần số của các photon này là bằng nhau. Câu số 11. So sánh về hạt nhân silic và canxi thì chúng ta tách ra. Silic có 14 proton và 15 nơi trong,
Muốn tính nơi trong, các em lấy số khối trừ đi số z, lấy trên trừ dưới. Còn canxi thì có 20 proton và 20 nơi trong. Vậy đáp án là canxi sẽ nhiều hơn 6 proton và 5 nơi trong. Đáp án câu D. Câu số 12. Có 3 phản ứng tỏa năng lượng rất quan trọng, đó là phóng, xạ, phân và nhiệt hạch. Phóng xạ nó tỏa năng lượng, nó sẽ tỏa từ từ theo năm tháng, theo thời gian, chứ nó không có giống như phân hạch và nhiệt hạch. Nó chính là bom đấy, phân hạch chính là bom nguyên tử, còn nhiệt hạch chính là bom H, bom hydro. Thì hai cái bom ở dưới này nó rất nguy hiểm, bởi vì nó tỏa năng lượng lớn trong một khoảng thời gian rất ngắn. Vậy bài này đáp số là câu B. Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng. Một hạt nhân không bền tự động phóng ra các tia gọi là tia phóng xạ, rồi biến đổi thành hạt nhân khác. Câu số 13, con lắc lò xo. Độ cứng K tăng 2 lần. K tăng 2 lần, M giảm 8 lần. Thì, câu hỏi sau từ thì, tần số sẽ như thế nào? Chúng ta chép công thức F bằng 1 phần 2 pi căn K chia cho M. Vậy là F nó thay đổi theo K và M. Nếu K tăng lên 2 lần thì F sẽ tăng lên căn 2 lần. M giảm 8 lần thì F lại tăng lên căn 8 lần nữa, bởi vì tỷ lệ nghịch. Vậy là nó sẽ tăng lên căn 16 lần. Đáp án là câu A. Tần số tỷ lệ thuận với căn của K và tỷ lệ nghịch với căn của M. Câu số 14. Cái phương trình sóng tại một cái điểm M nào đó nó có dạng như thế này. Với A là biên độ sóng, X là khoảng cách từ điểm đó tới nguồn. Thì cách tính nhanh vận tốc V là các em lấy cái hệ số của T này chia cho hệ số của X này. Các em lấy 4 pi chia cho 0,02 pi. Mất pi đi, đa số bằng 200. Đơn vị sẽ lấy theo đơn vị của x, x lấy đơn vị cm thì v cũng là cm, nên đáp án là câu A. Còn muốn tính bước sóng thì các em lấy cái độ lệch pha delta phi bằng 2 pi x chia lambda bằng 0,02 pi x, và chúng ta bỏ pi và x đi là chúng ta sẽ tính được là lambda. Câu số 15 nó hơi rối một xíu rồi. Mạch dao động LC. Câu nào là câu sai? Lúc đầu hiệu điện thế cực đại, nghĩa là nó ở đây này. Nghĩa là nó ở biên độ này. Tức là lúc đầu là vật ở biên. Chúng ta có thể kiểm tra từng đáp án một nhé. Cường độ cực đại là I0 bằng U0 căn C trên L là câu này đúng rồi. Điện áp bằng 0 lần thứ nhất ở cái thời điểm này. Các em biết là T lớn là bằng 2 pi căn LC rồi. Vậy cái T nhỏ này bằng pi căn LC chia 2, nó chính là T trên 4. Mà sau T trên 4 là vật sẽ về cân bằng, vậy là U bằng 0 là đúng rồi, nên câu B đúng. Câu C,
năng lượng từ trường cực đại thì nó cũng bằng với năng lượng điện từ thôi, nên là bằng 1 phần 2 Cu không bình, là câu này đúng. Vậy đáp án sai là câu D. Câu D là sai. Câu số 16 cho tiếp. Mạch RLC và người ta hỏi công thức tính cường độ dòng điện, mà đây là dòng cường độ tức thời. Nếu như cường độ hiệu dụng hay là cực đại thì ta có thể tính là bằng UR chia cho R, hay là UL chia cho ZL, hay là UC chia ZC, hay là bằng U tổng chia Z tổng, thì đều đúng hết. Tất cả các công thức này đều đúng hết. Còn khi tính theo giá trị tức thời Y bằng U nhỏ chia R là đúng, nhưng nếu bằng U nhỏ L chia ZL là sai, bằng U nhỏ C chia ZC cũng sai, bằng U nhỏ của toàn mạch chia Z toàn mạch cũng sai luôn. Chỉ có công thức là đầu là đúng thôi. Vậy đáp án là câu B, bởi vì là chỉ trong trường hợp mạch chứa R thì U với Y nó mới cùng pha với nhau, mà cùng pha với nhau thì giá trị đại số mới tính được theo công thức định luật ôm này. Các em nhớ là đây là tính theo giá trị tức thời thì định luật ôm nó không đúng nha. Định luật ôm nó chỉ đúng với mỗi mạch chứa điện trở thôi. Còn mạch chứa R, mạch chứa L hoặc C hay là mạch chứa nhiều phần tử là nó sai. Câu số 7, câu số 17. Mạch chứa cuộn cảm L thì U hướng lên, Y nằm ngang. Bài này bắt tính viết biểu thức của Y thì ta có phi Y sẽ bằng phi U trừ pi trên 2. Các em thấy phi U là bằng 0 rồi, nên là phi Y sẽ bằng trừ pi trên 2, nên là các em loại cái đáp án là B với C đi. Thế còn Y0 tính làm sao thì ta có Y0 bằng U0 chia cho ZL bằng U0 chia cho L omega. Vậy nên đáp án là câu D. Chúng ta sẽ giải theo phương pháp loại trừ thì nó sẽ nhanh, chứ không không phải giải theo đúng trình tự. Ví dụ như là một bài đó ta phải tính 3 đại lượng, thì nếu như ta tính được một đại lượng thứ nhất và đại lượng thứ ba là ta chọn được đáp án rồi, thì ta sẽ dừng cái phép giải ở đó, ta chọn luôn. Câu số 18. Khi ánh sáng đi từ môi trường này sang một môi trường khác thì tần số và màu sắc là không đổi, chỉ có vận tốc và bước sóng là thay đổi thôi. Khi ánh sáng truyền đi, tần số luôn không đổi, vận tốc thay đổi theo môi trường làm cho bước sóng thay đổi theo. Thế nên trong bài này, lúc đầu ánh sáng màu cam có tần số f thì đi vào một môi trường bất kỳ nào đó thì nó vẫn giữ màu cam và tần số vẫn vậy. Đáp án là câu A. Câu số 19. Các quỹ đạo rừng là K, L, M, N, O, P, Q. Lúc đầu ở bán kính K là bán kính R0. Khi chuyển từ quỹ đạo N, quỹ đạo N là số 4 là 16R0, về quỹ đạo L, L là số 2 là 4R0. Vậy bán kính giảm 12R0. Em lưu ý là bán kính của các quỹ đạo rừng, các em cứ lấy N bình nhân với R0, nó tỷ lệ thuận với bình phương của các số nguyên liên tiếp. L là số 2, N là số 4. Câu số 20.
giới hạn quang điện lambda không bằng hc chia cho a 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 chia cho a là 1,88 ev, nhưng mà ev là các em phải nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 nữa. Thì ta bấm cái số này sẽ ra đáp số thôi. Đáp số là 0,66. Mắc cỡ là 0,66 nhân 10 mũ trừ 6 mét. Các em thấy có số 66 thì thôi, đáp án là câu A luôn, chúng ta không cần phải xử lý thêm. Đơn vị này là nanomet, nhưng mà các em thấy là nó có chỉ có số 66 là đáp án A thôi. Câu số 21, năng lượng liên kết, chúng ta phải tính delta M rồi đính delta E bằng delta M nhân với 931,5. Delta M là lấy ZMP, Z là bằng 8, nhân 1,0073 cộng với A trừ Z là 8 nhân 1,0087 trừ đi khối lượng của hạt nhân là 15,9904 là ra delta M 0,1376. Rồi sau đó các em nhân với 931,5 sẽ ra đáp số là 128. 128, vậy đáp án là câu C. Câu 22, một hạt nhân A phóng xạ sinh ra B và alpha, B là hạt nhân con, thì phản ứng này nó sẽ tỏa ra năng lượng là delta E. Cái năng lượng delta E này, cái thành quả của phản ứng này, nó sẽ chia cho hai hạt nhân, chia cho hai hạt sau phản ứng dưới dạng động năng. Động năng ký hiệu là K, giả sử K1, K2 chẳng hạn, thì chia theo tỷ lệ là tỷ lệ nghịch với khối lượng của chúng, nghĩa là cái hạt nào mà nặng thì động năng sẽ nhận được ít hơn. Ta có là K1 chia K2 sẽ bằng A2 chia A1, hoặc là bằng M2 chia cho M1. Thế thì bài này tỷ số động năng của KB chia K alpha nó sẽ bằng M alpha chia MB, nên đáp án là câu D. Thì nhắc lại là trong cái phản ứng phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng, thì cái năng lượng phản ứng sinh ra nó sẽ chia cho hai hạt sau phản ứng dưới dạng động năng, nhưng tỷ lệ nghịch với khối lượng của các hạt đó, hạt nào có khối lượng lớn thì động năng sẽ bé hơn. Và khi đó hai hạt này nó sẽ bay theo hai hướng ngược nhau. Ví dụ như bài toán súng giật chẳng hạn, khi đạn bắn về phía trước với vận tốc rất lớn thì súng sẽ bị giật ngược lại với vận tốc nhỏ hơn, bởi vì khối lượng của súng thì rất lớn so với đạn, nên là cái vận tốc của súng nó giật lùi, nó sẽ tỷ lệ nghịch với khối lượng nên là có vận tốc nhỏ hơn. Và hai hướng bay này là ngược nhau. Tiếp theo câu số 23 là câu lớp 11 này. Hai điện tích đặt gần nhau thì nó sẽ tương tác với nhau với một lực là F bằng K nhân Q1 Q2 chia cho R bình. Vậy là lực F này nó tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách. Khi khoảng cách giảm xuống 2 lần, R giảm xuống 2 lần thì lực tăng lên 4 lần. Tức là các điện tích này đặt gần nhau,
đặt gần nhau thì lực nó sẽ tăng lên. Đáp án là câu A. Câu số 24. Khi từ thông gửi qua một khung dây biến thiên thì trong khung dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng có độ lớn là xuất điện động cảm ứng EC. Độ lớn thì chúng ta bỏ dấu trừ đi bằng trị đối của delta phi chia delta t. Với delta phi là độ biến thiên từ thông, chúng ta lấy hai cái giá trị đó trừ đi nhau. Lúc đầu là 1,2, về sau là 0,4. 0,4 trừ 1,2, thời gian là 0,2. Ta chỉ lấy số dương thôi, đa số là bằng 4 V. Đáp án câu B. Đây chính là nguyên tắc hoạt động của các cái máy phát điện. Ví dụ như một máy phát điện có cấu tạo gồm một khung dây có nhiều vòng dây quay trong từ trường do nam châm gây ra. Và nhớ là trục quay của khung dây phải vuông góc với đường sức từ. Khi đó bên trong cuộn dây sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng. Còn dòng điện này mạnh hay yếu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tốc độ quay, từ trường mạnh hay yếu, số vòng dây nhiều hay ít, hay diện tích khung dây lớn hay nhỏ. Câu số 25. Cái câu này khá dài, các em tính lần lượt nhé. Trước hết này, các em có K, có M, các em phải tính được là omega bằng căn K chia M. 20 chia 0,2 là bằng 100, vậy cái này bằng 10. Rồi vận tốc V bằng 20 cm, gia tốc A bằng mà lại là mét, vậy các em phải đổi cho nó giống nhau. Các em đổi gia tốc A thành cm đi, là 200 căn 3. Các bạn có thể làm theo 2 hoặc 3 bước. Nếu làm 3 bước thì các em dùng công thức là A bằng trừ omega bình x, là các em tính được x. X sẽ bằng trừ 2 căn 3 cm. Sau đó các bạn chạy công thức của V. V bằng omega căn A bình trừ x bình. Và thế vào nha. Là 20 bằng 10 căn A bình trừ đi x bình là 4, 3, 12, 12. Như vậy. Và các em bình phương lên, các em rút gọn bớt đi số 20 với số 10 thì còn 2 thôi, là 4 bằng A bình trừ 12, suy ra A bằng 4. Đáp án câu D. Các bạn có thể dùng công thức khác, nhưng công thức này nó sẽ khó nhớ hơn đấy. Nó là công thức elip này. Các bạn thấy V và A là vuông góc với nhau, là các em dùng elip là V bình chia cho A bình omega bình cộng với A bình chia cho A bình omega mũ 4 bằng 1. Thì công thức này rất khó nhớ. Nó ngắn hơn một xíu nhưng mà nó sẽ khó nhớ hơn. Tiếp theo câu số 26. Bài sóng cơ học. Hai điểm MN cách nhau 5 cm, dao động ngược pha, các cho D bằng 5 nhé. 5 cm ngược pha. Vậy điều kiện ngược pha là D bằng 2K cộng 1 lambda trên 2. Các bạn dùng công thức khác là 2K trừ 1 lambda trên 2 hay là bằng K trừ 0,5 lambda thì đều được hết nha. Các bạn có thể dùng công thức nào cũng được hết. Ví dụ như các bạn dùng công thức 2 này,
thì chúng ta sẽ biến đổi là bằng k trừ 0,5 nhân với lambda, thì các em thay bằng v chia f. Rồi, vậy ta bỏ cái trung gian này đi. Vậy từ đây ta sẽ suy ra f bằng k trừ 0,5 nhân với v, v là bằng 80 chia cho d, d là 5. Mà f này chỉ được phép chạy từ số 48 đến số 64. Vậy các bạn coi cái f này là hàm số với ẩn, ẩn là bằng k, thì chúng ta sẽ dùng lập bảng giá trị ở trong máy tính, thì các em sẽ tính ra cho lập bảng là 18 nhập phân số này, k là các em thay bằng x nhé, alpha x trừ đi 0,5 trừ 0,5 nhân với 80 dưới mẫu là 5 bằng gx ta bỏ đi. Và các em bắt đầu là các em cho k là chạy k từ số 0, kết thúc k là các em chọn cái số nào lớn một xíu, lấy số 10 này. Rồi các bước nhảy là bước 1 thôi, thì nó sẽ ra một cái bảng theo cột nhé, một cái cột giá trị, thì các em nhìn cái cột số 2 ấy, thì nó sẽ rơi vào những cái con số là âm 8 rồi 8, 24 vân vân, 5, 6 rồi 72. Vậy chỉ có số 56 là đúng thôi, nó mới đúng trong cái khoảng 48, 64 này thôi. Đáp số là 56. Tính nhắc lại là cái bảng này này, nó cái cột nhé, cột bên trái là x, bên phải là fx đấy, thì x là 0, 1, 2, 3, 4 vân vân đấy, thì là fx nó sẽ là âm 8 rồi 8, 24, 40 vân vân. Thì các em cứ nhìn cái cột bên phải đó, thì giá trị nào mà nó nằm trong cái khoảng chặn này thì chúng ta nhận. Câu tiếp theo, câu 27. Mạch dao động LC, điện tích cực đại là Q0 bằng 4 căn 2 micro là nhân 10 mũ trừ 6, cường độ dòng điện là Y0 bằng 0,5 pi căn 2. Chắc chắn là biết hai cái này các em sẽ tính được omega rồi, hay là tính ngay với những bài toán này mà tính được cái gì các em sẽ tính được ngay nha. Các em tính được omega Y0 bằng Q0 omega, các em kiếm được omega bằng này, omega là bằng 0,5 pi này căn 2, các em chia cho 4 căn 2 nhân 10 mũ trừ 6, nó sẽ ra là 125.000 pi. Từ đây các em suy được t rồi, lấy 2 pi chia cho n, t nó sẽ ra là bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 5 hoặc là bằng 16 micro giây. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bán giảm từ cực đại đến nửa cực đại. Điện tích cực đại chính là ở biên này, cực đại là biên này, cân bằng là chỉ tiêu trừ cực đại đây. Vậy là đây là hỏi thời gian đi từ biên tới vị trí A trên 2 tới trung điểm M này. Khoảng này là T trên 6. Vậy các em lấy T chia 6 là ra, các em lấy 16 chia 6 là sẽ làm 8/3. Đáp án là câu C. Bài này có 3 công thức cần nhớ. Thứ nhất là Y0 bằng Q0 omega. Tính được omega rồi thì ta sẽ tính được chu kỳ T. Nói chung với những cái bài toán mà hỏi thời gian là ta phải đi tính được chu kỳ đó.
muốn tính được t nhỏ thì phải tính được t lớn rồi đó. Rồi ta giải cái bài toán này giống như bài dao động điều hòa của chương 1. Thì cái điện tích cực đại này đây chính là biên đấy, vị trí biên. Câu số 28. Giao thoa ánh sáng trắng có lambda từ 0,38 đến 76. 38 là màu tím đấy, 76 là màu đỏ. Tại vị trí vân bậc 4 của ánh sáng đơn sắc có bức sóng 0,76. Nghĩa là đỏ 4 đấy, còn trùng với vân nào khác nữa đấy, vân nào nữa. Vậy ta dùng điều kiện trùng nhau, đó là K1 lambda 1 bằng K2 lambda 2. K1 lambda 1 là màu đỏ rồi, còn K2 lambda 2 là của một cái màu khác nào đó, thì chúng ta cần phải đi tìm. Thay số vào này. 4 nhân 0,76 bằng K2 lambda 2. Vậy các em kiếm được là lambda 2 sẽ bằng 4 nhân 0,76 chia K2. Rồi bây giờ các em cho K2 nó chạy thì sẽ tính được lambda 2, nhưng chỉ lấy từ 0,38 đến 0,76 và phải tránh cái số 0,76 các em nhé. Cái chỗ bên phải này thầy để ngoặc đơn, ngoặc đơn là ta không lấy cái số 0,76 nhé. Thì ta nhập 18 giống như cái bài lúc trước, lấy 4 nhân 0,76 rồi chia cho x, rồi bắt đầu từ số 1 kết thúc số 10 thì các em sẽ có đáp số là những cái số đầu là nó lớn quá là không lấy rồi. Vậy đáp số là từ 0,76 này rồi đến 608 rồi. Từ từ đã, khi hàm này của thầy nó bị kết thúc từ đến số 10. 76 này, 608 rồi đến 0,5 rồi đến 0,43 rồi đến 0,38. Còn số còn lại là nhỏ không lấy. Vậy là trừ cái số 76 ra là còn 4 màu nữa, nên đáp án là câu A. Bài này chúng ta có nhiều cách để giải bài này. Câu số 29, laser. Laser thứ nhất là có bức sóng 0,45 và công suất 0,8. Laser là một chùm sáng rất đơn sắc nhưng mà công suất thì nhỏ thôi. Năng lượng của cái chùm này thì rất là lớn. Chùm laser B thì có bức sóng 0,6 và công suất là 0,6 luôn. Tỷ số số photon B và A, các em có công suất bằng N nhân Epsilon bằng N nhân HC chia lambda. Vậy suy ra N sẽ bằng P lambda chia HC. Vậy ta đánh giá là cái số hạt photon đấy, nó tỷ lệ thuận với công suất và tỷ lệ thuận với bức sóng luôn. Suy ra N2 chia cho N1 thì bằng P2 lambda 2 chia P1 lambda 1. Cứ tỷ lệ thuận thì cái hệ chỉ số bên trái là 2 chia 1 thì bên phải cũng là 2 chia 1 luôn. Thay số vào, P2 là của B đấy, là 0,6 nhân 0,6 chia 0,45 nhân 0,8. 0,6 nhân 0,6 chia 0,45 0,8. Đáp số này bài này nó lại đúng bằng 1 luôn. Ta bắn câu D. Chúng ta không phải viết hai hàng ra rồi sau đó chúng ta lập tỷ số rồi chia hai phân số cho nhau. Cái việc chia hai phân số cho nhau thì chúng ta dễ bị lộn. Thì các em thấy là chúng ta dựa vào cái công thức này.
Các em thấy là bài toán này là HC là chung rồi, nên ta không để ý tới. Nó chỉ khác là công suất khác này, bước sóng khác. Nhưng số hạt N này nó tỷ lệ thuận với hai cái đứa đó, nên ta sẽ lập được tỷ số vậy. Tiếp theo câu số 30. Đây là phản ứng nhiệt hạch. Năng lượng của một phản ứng là 17,6 là delta E đó. Vậy tính tổng năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam heli, tổng tỏa là quy tỏa bằng N nhân delta E. Với N là số hạt nhân heli được tính theo công thức Avogadro, đó là M chia A nhân với NA rồi nhân với delta E. M là 1, A là 4. Số Avogadro là 6,02 nhân 10 mũ 23 nhân 17,6. Các em lưu ý 17,6 mega trong vôn, mà đáp án bài này lại là joule, nên các em sẽ phải nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 13 joule nữa nhé, thì nó mới ra ra số là joule. Máy chạy là 1 phần 4 nhân với 6,02 nhân 10 mũ 23 nhân với 17,6 nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 13, 4,2 nhân 10 mũ 11, 4,238. Vậy đáp án là câu C. Cái năng lượng này vô cùng lớn. Năng lượng hạt nhân là năng lượng lớn nhất trong tất cả các loại mà chúng ta đã biết, như là điện năng hay là nhiệt năng hay là năng lượng hóa thạch hay là quang hay là thủy triều hay là năng lượng gió vân vân, thì năng lượng hạt nhân là vô cùng lớn. Câu số 31. Dòng điện lớp 11, với cái dòng điện như vậy, nó có một cái nguồn điện và một điện trở, thì cường độ dòng điện I sẽ lấy cái suất điện động chia cho tổng điện trở trong và ngoài. Lúc đầu ấy là dùng một nguồn, thì lúc này là ta có I là bằng E chia R lớn cộng R nhỏ, nhưng mà R lớn R nhỏ bằng nhau, vậy ta có thể viết là bằng 2R đấy. Còn nếu mà bây giờ dùng ba nguồn thì suất điện động nó tăng lên, nhưng điện trở trong nó cũng tăng lên luôn, thì lúc này I phẩy sẽ bằng suất điện động là 3 lần I, 3 lần E chia cho R lớn cộng R nhỏ, R lớn cộng R nhỏ, nhưng mà R nhỏ bây giờ lại thay bằng 3 lần R lớn nữa, nên cuối cùng là bằng 3 E chia cho 4R. Vậy bây giờ chúng ta lập tỷ số. Chúng ta lập tỷ số giữa hai cái biểu thức này xem nào, suy ra cường độ dòng điện hai bên nó giống nhau như nào nhé các em. Chúng ta lấy I chia I phẩy, I chia I phẩy thì bằng E mất đi, R mất đi, và nhân chéo lên là bằng 4 phần 6. 4 phần 6 là bằng 2 phần 3. Suy ra y phẩy sẽ bằng nhân chéo chia ngang 1,5 y. Vậy đáp án là câu A. Tùy các em có thể làm theo phương pháp nào cũng được. Nhưng thầy nhắc lại này, khi mắc ba nguồn nối tiếp thì suất điện động cũng tăng và điện trở trong cũng tăng luôn. E bộ sẽ bằng 3 lần E và R nhỏ bộ cũng bằng 3 lần R nhỏ luôn. Nhưng mà R nhỏ R lớn bằng nhau luôn, thì ta coi là R lớn. Câu tiếp theo, câu số 32. Cái bài này cũng hơi dài nhá. Một cái bể như vậy. Bể nước này cao 80 cm, chiều cao này là 80.
đáy dài 120 nhưng mà nước thì chỉ có 60 thôi. Nước trong bể là 60. Từ đây là 60. Vậy là cái cột này, cái thành bể này nó nhô lên là 20, cái phần nhô lên này là 20. Tia sáng mà hợp với phương ngang một góc 30 độ là góc 30 độ là góc nhỏ thôi. Góc 30 độ ví dụ như là góc này này. Tia sáng đây đi này. Còn cái đường thẳng đứng này là đường pháp tuyến này. Thì khi ánh sáng đi xiên góc như vậy thì đến đây thì nó sẽ bị gãy khúc và đi tới cái điểm này. Đây là SI này, tới Y đây, tới Y. Rồi khi tới xuống đáy bể nước là tới điểm G này. Điểm này gọi là điểm H này. Điểm này là được gọi là điểm A này. Điểm B này. Điểm C này. Người ta hỏi độ dài bóng đen của thành của đáy bể trên đáy bể là bao nhiêu? Chính là đi tính cái đoạn mà màu đen này này. Chính là AG này. Đoạn AG này tính bằng bao nhiêu nhé? Cái góc này là góc tới là 60 độ. Trước hết là ta có BC. BC là bằng 20 rồi. Góc dưới này là 30 thì ta sẽ tính được CI. Chúng ta dùng tan này. Tan 30 bằng đối chia kề. Tan 30 bằng đối chia kề thì các em tính được CI là bằng 20 căn 3. CI này cũng chính là bằng đoạn AH là một phần cái bóng đen này thôi. Phải tính được cả AH rồi. Bây giờ đi tính cái đoạn HG thì tính làm sao thì chúng ta phải tính được góc khúc xạ đó. Cho chạy công thức N1 sin Y bằng N2 sin R. Nhớ là Y là bằng 60. Các bạn tính được R. Đơn vị góc 2, 1. Giờ ta đi tính góc, ta lấy sin của 60. Sin 60 chia cho 4 phần 3. Rồi ship sin. Nó ra 40,5. R bằng 40,5. Trong cái tam giác IHG thì ta có cái cạnh IH là bằng 60 rồi. Và biết cái góc R đây rồi, vậy thì các em sẽ tính được cái cạnh ở dưới đáy này. Chúng ta dùng tan bằng đối chia kề nên là ta sẽ tính tan nhân với 60. Vậy các em sẽ tính được cái đoạn HG là bằng 51,25 cộng với cái đoạn vừa tính là AH đây là 20 căn 3, nó sẽ ra đáp số là 85,9. 85,9 đáp án câu D. Cái bài này nó chỉ có một công thức vật lý, đó là N1 sin Y bằng N2 sin R. Còn toàn bộ là chúng ta dùng lượng giá để chúng ta giải hết đấy. Trên đây là trong thời gian một tiết, thầy đã dạy cho các em đến câu số 32. Một số câu còn lại các em sẽ tự giác làm như thế. Cái câu số 34 này nó cũng dễ này. Như vậy là bài học hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em học tốt.